Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông Trọng Hay Làm à, Ngày hôm nay mình sẽ cập nhật về cái tin tức sàn B2B của cái đồng Athena Network nha các bạn <laughs> à, Đầu tiên thì nếu những bạn nào chưa đăng ký kênh của Ông Trọng Hay Làm Hãy cho mình một like, một đăng ký cũng như là bật chuông để thể nhận được những cái kèo airdrop tốt nhất nha à, Ok, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để rút tiền ATH và bán ở trên sàn B2B thì mình vừa mới bán thành công 1.000 B2B các bạn, 1.000 ATH thì được 73 đô đây các bạn. À, cách làm như sau. Thì um, đầu tiên đó các bạn. À, các bạn vào cái ứng dụng uh, Athena Network trước nha. Ở đây à, mình bấm nhận cái đã, Mình bấm nhận coi của ngày hôm nay cái đó. Rồi. Um, ở đây nè các bạn, trong cái phần ví nè. Thì ở đây nó có ATH của mình, đúng không các bạn? Thì để à, các bạn... À, à, gửi lên trên sàn thì các bạn hãy vô đây trong sàn này các bạn coi cái email của mình trước nha thì cái đây là cái email sàn của mình nghe các bạn rồi thì các bạn vào cái à, mục ATH ở bên đây các bạn chọn gửi nè ở phần ví ở bên ATH các bạn chọn gửi nha ở đây các bạn là chọn nạp vào Athena B2B ở đây thì các bạn à, muốn nạp game thì nạp, muốn nạp ATH thì nạp. Ở đây mình nạp ATH nghe các bạn. Số lượng ở đây là mình để ví dụ 100 nha ít hơn nó không cho nghe các bạn rồi à, phí là 2 phần 2 ATH là 2 phần trăm với các bạn ở đây là cái tài khoản Athena của mình các bạn nhập vào nha à, là cái tài khoản email á rồi ở đây á, thì các bạn à, mình gửi cái mã OTP à, các bạn gửi cái mã OTP nha cái mã này nó chỉ à, xác thực trong vòng mới là 120 giây hình ra các bạn chú ý nha rồi mình lấy cái mã OTP 805187 805187 các bạn phải làm nhanh nha Nếu không là rồi ở đây các bạn xác nhận lại địa chỉ nó như đúng rồi thì bạn bấm gỡ nha thì nó rất là nhanh thôi các bạn nó sẽ báo gửi token thành công đây ở phía trên đây nè Rồi thì khi nó gửi token thành công thì các bạn qua sàn giao dịch ngay các bạn Ở đây các bạn uh, refresh lại nè các bạn uh, chọn lại cái mục overview rồi các bạn thấy ở đây cái ATH của mình nó đã lên 100 rồi nè các bạn. Đó. Và nó báo là 65 đô thì thực ra là à, nó báo theo cái giá cao nhất thôi nha, nhưng mà nó không phải như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bán thử cho các bạn xem nha. Thì để bán á các bạn bấm vào cái nút trên đây, cái cái logo trên đây nè. Để bán ATH thì các bạn chọn mấy cái mục sale nha. Thì ở cái mục sale này các bạn thì các bạn nhìn những cái người nào mà họ có cái available nhiều nè. Ví dụ ở đây là 12 nè. À, thì các bạn bán ở đây, các bạn bán à, ví dụ như mình bán 12 thì nó không cho. Nó bắt uh, cái limit này nó nó không 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 đạt nha các bạn. Các bạn qua cái người khác. Các bạn là cái người nào mà có nhiều ATH đó các bạn. Ví dụ như bạn này nè. Bạn này có nhiều nè, nhưng mà hình như nó cũng bạn này hình như nó cũng không 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 cho. Nó không cho, không cho. Bạn này còn còn cái số lượng mua bạn ít quá. À, mình tìm những cái bạn nào mà mua nhiều đây nè các bạn như bạn này là mua 0,74 là rất là nhiều ATH nè các bạn này các bạn sẽ bán được nè là 0,074 thì ở đây các bạn bán thử 50 đồng nha đây là được 3,6 nè Ok thì đó là các bạn đã bán được 50 ATH các bạn đó ở giá 0,074 thì à, mình sẽ nhân lên cho các bạn xem nha 0,074 là bao nhiêu nha đây à, 0.074 các bạn nhân cho 25.600 Thì ở đây là 1.900 các bạn Có nghĩa là 1 ATH là 1.900 à, Và nó sẽ sắp xếp theo cái thứ tự từ trên xuống dưới nha các bạn à, Ví dụ như ở đây nè à, Mình có thể bán tiếp cho các bạn này Bạn này cần mua 1.000 lượng này các bạn Đó Thì các bạn có thể là bán nè Ở đây nè đây Mình bán sale nè Giờ mình đang có 50 mình bán hết luôn các bạn nhớ là phí là 2,5% nha Ok mình đã bán thành công hết rồi đó các bạn Mình sẽ vô lại một overview Rồi các bạn thấy ở đây là mình đã bán được à, à, 80 80 đô nè các bạn Đó ở đây á, là các bạn thấy à, Dưới đây nó có phần lịch sử nè Mình bán 50 đồng nè 50 đồng nè 500 đồng nè 500 đồng nè Ở mức giá 0,074 Có nghĩa là 1.900 đồng Việt Nam các bạn Thì các bạn thấy cũng khá ok à, Hiện tại tờ... B2B ở trên ở trên chợ market thì nó khoảng 1.000, 2.000, 3 thôi mà ở đây các bạn bán được 1.900 là cao hơn nha. Rồi à, cái video của mình ngắn như vậy thôi. À, các bạn muốn tham gia cái sàn B2B này thì mình gửi cho các bạn một cái link cũng như một cái video à, hướng dẫn nha các bạn. À, cái phần link đây để các bạn có thể là đăng ký cái sàn B2B này cũng như là bạn nào muốn à, tham gia cái kèo này thì các bạn tham gia nha. À, mặc dù bây giờ nó đào khá là chậm nhưng mà tiền tươi các bạn. À mình quên nói là cái phần withdraw này chưa mở nha các bạn. Withdraw ở trong sàn chưa mở. Withdraw ở trong trong đây thì mở rồi nghe withdraw ở trong app này thì mở rồi. Nghĩa là ở đây các bạn có thể là rút cái tiền phần này nè, phần USDT này là rút được nha các bạn. Đó. À, tuy nhiên thì bên sàn thì chưa, tại sàn họ vừa mới mở bán ngày hôm nay này các bạn. Rồi, mình chào tạm biệt hàng và lại các bạn.